Xin chào quý khách nhá, em quay đầu tiên là đến con Panasonic EPMA98. Con Panasonic EPMA98 này là thuộc về cái hàng đấu giá gần như trưng bày và gần như hàng mới luôn. Nếu mà quý khách mà thích cái con Panasonic EPMA98 này, em nghĩ là một cái sự lựa chọn không hề tồi một chút nào cả. Chúng ta sẽ cùng nhìn xem trên cái bảng điều khiển của máy chưa có một vết xước luôn. Trên phần tay da đẹp hoàn hảo luôn. Ngay cả phần vai cũng hoàn hảo. Phần gối đầu cực kỳ êm. Phần mông thì sao? Sách vở đầy đủ. Mông cực kỳ êm này, sờ và phát lún luôn. Tiếp tục đến phần tay này. Đẹp xuất sắc. Con này đang có giá là 61 triệu, bảo hành 12 tháng, miễn phí vận chuyển toàn quốc quý khách nhé. Đấy, phần chân thì sao? Phần chân đẹp luôn ạ. Phần chân không có gì mà phải chê ở con Panasonic EPMA98 này. Đấy, bên đây là con EPMA101 sắp chuẩn bị để giao. Đây. Đẹp mỹ mãn cuộc đời luôn ạ. 61 triệu bảo hành 12 tháng nha quý khách nhá. Mã số seri của sản phẩm này. Panasonic EPMA98. Đây số seri của nó đây. 4433 ở số đây. Đầy đủ hết nhá. Một em Panasonic EPMA98 quá là đẹp, quá là xuất sắc.